Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục có một video nữa để review cho các bạn về dự án Ion Token. Thì hôm nay thì website của dự án đã có tích hợp khá là nhiều những loại ngôn ngữ, ví dụ như ở đây thì tiếng Anh này, tiếng Nhật này, Indo này. Thì hôm nay mình sẽ xem trên phiên bản là tiếng Việt nha. Hiện nay thì ứng cử viên danh sách trắng thì đã có đến 12.621 người. Bạn có thể áp dụng ngay bây giờ để đăng ký phần danh sách trắng bằng cách là tích vào phần link như mình vừa có để báo và trả lời các thông tin ở đây, điền tên này, contact của bạn cũng như là về các thông tin về dự án của Ion Token có thể giúp bạn và nhập phần yêu cầu. Đối với nền tảng trò chơi với blockchain thì tổ chức Ion thì sẽ là dành riêng cho việc trao quyền cho các nhà phát triển tạo ra nhiều trò chơi hơn cho người dùng. Với tầm nhìn của Aeon thì để những người chơi có thể tìm thấy những trò chơi tuyệt vời dễ dàng hơn, với những thông tin phát triển mang đến sự sáng tạo của họ dễ dàng hơn thông qua nền tảng của sự hỗ trợ của Aeon Protocol và bản white paper của dự án. Về ICO của dự án, đây là một thông tin cung cấp về ICO của dự án này. Nay thì được dự án này thì được đánh giá rất là cao ở trên các bảng xếp hạng như đạt rate 4.29 ở trên Ether này, Buddy đạt 4.55 này, Bathroom đạt 4.13. Danh sách về bảng xếp hạng trên ISO này đạt số điểm rất là cao. Nay thì dự án này thì vẫn chưa có bắt đầu đợt ISO. Còn đây là bản white paper của dự án. Thì bản white paper này thì bằng tiếng Anh, dài khoảng 20 trang. Đội ngũ của dự án này thì là những người xây dựng trò chơi là Crypto APK. Hiện nay thì trò chơi này thì đang mang lại cho các bạn một nền tảng trò chơi phân quyền. Đây là trò chơi của dự án. Hiện nay thì dự án này thì đã trò chơi này thì đã huy động người dùng có trên hơn 1.000 người dùng hoạt động, đạt top 2 trong số tất cả những trò chơi phân quyền, với cộng đồng người theo dõi thì lên tới hơn 200.000 người dùng đăng ký. Với phạm vi toàn cầu, những người chơi thì chúng tôi đến từ hơn 100 nước khác nhau. Ngoài ra thì đang có các dự án trò chơi khác như là Mail Advance này, Aerofifa, Patico cũng đang trong giai đoạn hình thành. Thì dự án này được thông tin rất là nổi bật trên Forbes, Vietopet, Yahoo Future. Đây là bài viết ở trên Forbes. Họ đã nhận định đó là ngày nay thì bạn chỉ bị giới hạn bởi những giấc mơ của bạn, và chúng tôi nghĩ lớn và chúng tôi mơ ước. Đây là thông tin giới thiệu về trò chơi Aeon Production. Sau tháng 6 thì động lực tiếp tục xây dựng 6 trò chơi dựa trên blockchain với các bộ sưu tập mã hóa mà không phải loại này. Aeon Production, công ty trò chơi blockchain và nhà phát hành trò chơi mật mã Crypto APK, đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đảm bảo rằng 5 triệu USD tiền tài trợ cho sự phát triển nền tảng trò chơi sẽ được phân phối. Các mạng Aeon sẽ được gọi là mong muốn cung cấp cách rẻ hơn, nhanh hơn, phân cấp cho nhà phát triển tạo ra trò chơi mới và tiếp cận đối tượng ứng viên mới trên toàn cầu.
thì nó sẽ cung cấp những cách thức mới để được thưởng cho các game thủ và nhà phát triển thông qua các ưu đãi mã thông báo Aeon của mạng. Nó sẽ cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc vào những người trung gian hiện đang tồn tại trong ngành công nghiệp xuất bản game. Ngoài ra khá nhiều các bài viết ở trên các kênh thông tin về đăng tải trên Business Insight này, Footer này, và hơn 300 báo chí quốc tế khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo về dự án này.